Trời ơi, ông có biết cái chữ gì dưới này đâu mà ông còn lừa nữa. Suy nghĩ gì không biết nữa hà. Đọc lớn lên. Bạn nữ hãy kể ra 5 tật xấu nhất của bản thân. Năm tật xấu nhất của em mà cũng như hồi nãy em gái em có nói là em rất là một người rất là nóng tính. Thì khi mà nóng tính mà giận lên á, nói chung là những người mà đứng gần em hay bị lãnh đạn, đứng gần em hay bị lãnh đạn. Em la luôn cả những người mà không liên quan với công việc này. Thì khi là giận cá chém thớt đó ha. Rồi cái gì nữa? Còn bốn cái nữa em không biết là cái gì nữa. Ăn uống đi đứng à, thói quen gì đó, có những cái gì mà mình cảm thấy mình cái đó gọi là tật xấu của mình không? Nghĩa là cái tật của em hay lầu bầu, có nghĩa là lèm bèm. Rồi chào anh, bây giờ mình ổn định rồi ha, mình sẽ giới thiệu về bản thân của mình thật lớn thật to rõ cho người bên đây có thể nghe được những thông tin của mình. Anh giới thiệu trước đi ạ. Dạ em tự giới thiệu, em là Trịnh Văn Quyết, 36 tuổi, đến từ Thanh Hóa, làm sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, mình đang làm công việc gì? Dạ, em tài xế. Tài xế xe gì? Dạ, xe nhà chạy giáp ca. À, chạy công nghệ. Hiện nay anh đang sống với ai? Trước em ở với anh trai trên quận 12. Bây giờ em ra ở riêng ạ. Ở riêng ở đâu? Em ở Tân Bình. À, mình thuê nhà ở hay sao ạ? Dạ, em thuê nhà ở. Thuê nhà ở. Dạ. Và mua xe chạy riêng. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Quyết ha. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Nguyễn Anh Thi. Em sinh năm 1985. 1985 là 35 tuổi. Dạ, công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Mình đang làm việc ở đâu cơ? Dạ, em đang làm việc ở quận 10. Quê mình ở đâu Thi? Dạ, em là người Sài Gòn. Người Sài Gòn, vậy mình đang sống với ba mẹ hả? Dạ. Vậy là Quyết sinh năm bao nhiêu? Em 84 ạ. 84 rồi, hơn nhau 1 tuổi ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Thi? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng và dễ thân thiện với mọi người. Điểm yếu thì ở ngoài là nó là mạnh, nhìn là mạnh mẽ nhưng mà là yếu đuối. Nếu như mà bạn trai mà muốn biết điểm yếu của mình gì nữa thì là tự tìm hiểu ra. Rồi, thế còn anh Quyết, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Em điểm mạnh thì là người thật thà, chỉnh chu, có trách nhiệm, sống hòa đồng, vui vẻ. Còn điểm yếu là ít nói, có hút thuốc. Nhiều không? Ngày mấy gói? 2-3 ngày một gói. Tưởng đâu gói 2-3 gói một ngày chết luôn ạ. Thôi bớt bớt lại nha, cho nó mập mạp, cho nó khỏe mạnh nha. Dạ dạ. Rồi, tình trường sao? Có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức là em có một mối tình chính thức. Mối tình quen được bao lâu? Quen được 3 năm. 3 năm, lâu chưa? Chia tay đây chắc cũng 5-6 năm. À, hồi cũng còn trẻ, hồi mới tầm 30 thôi ha. Dạ. Lý do sao chia tay? Em không thích bạn gái chanh chua quá. Chanh chua là sao? Ví dụ cụ thể. Có nghĩa là kiểu như giống sỉ nhục. À, xéo sắc, chì chiết người khác đó phải không? Dạ. Nó thể xảy ra điều đó thường xuyên không? Tại vì quen nhau có. 3 năm thì cũng một thời gian dài. Có thường xuyên. Có trao đổi với nhau là anh không muốn như vậy, anh không thích như vậy không? Em cũng nói nhưng mà họ không thay đổi. Là cuối cùng ai là người quyết định chia tay? Dạ, em là người quyết định chia tay. Rồi cổ đồng ý. Rồi sao mấy năm nay, 5-6 năm nay không quen được người nào khác, không tìm được người nào khác? Thì em cũng đi làm với bận công việc quá. Có đi chơi nhưng mà quen cũng với tính chất bạn bè. Mình giác quá. Ví dụ mình gặp đúng cái người mà mình mong muốn, mình thích thì mình có quyết liệt không? Cũng có nhưng mà nhiều khi... Cũng có, sao thấy yếu xìu trời, sao thấy yếu xìu trời. Có mạnh mẽ trong tình yêu không? Cũng có nhưng mà, em cũng có nhưng mà có khi là người ta không thích mình. Trời ơi, mình không tấn công ta sao mình biết ta không thích mình. Nói chung mình là đàn ông thì mình phải chủ động chứ. Bây giờ có tuổi rồi, giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn. Muốn thì phải mạnh mẽ hơn, nhanh nhanh hơn một chút. Em trước đám đông hơi gì đó, thấy không? Vậy là mình cũng thiệt thòi hơn người khác rồi. Có ông nào nó địa bạn gái mình là nó trước mình rồi. Dạ. Bên đây tình trường sao cưng? Em có 2 mối tình. Có lẽ theo em nghĩ là chắc là không sâu đậm nên nó ra đi nó cũng nhẹ nhàng. Dạ. Mối tình kéo dài được bao lâu cưng? Kéo dài khoảng 2-3 năm. Bây giờ em mong muốn tìm một người vợ như thế nào? Vợ thì cũng ngoan hiền. Ngoan hiền. Cũng biết quan tâm đến gia đình. Ông không dám nhìn mặt tôi luôn á trời. Ông nhìn đâu, không nhìn vô mắt tôi coi. Sao?
tôi đâu có ăn thịt ăn cá gì đâu. Chị thường chanh chua lắm ha, lấy người nào mà hiền thiệt hiền. Cô này cô hiền nè. Thì em cũng gì mà ngồi bấu tay bấu chân hoài vậy không biết nữa. Có tiêu chuẩn gì không? Cao thấp mập ốm, không cách ăn mặc, cao tóc cao tai. 1m55 trở lên là được rồi, cứ vừa người đó. Không có mập lắm, không có. Gương có tiêu chuẩn gì không Gương? Bạn nam là cao 1m65 trở lên. Cái thứ hai nữa là bạn nam là không hút thuốc. Nhậu nhẹt thì là biết uống thôi chứ đừng có lầy. Biết trên, biết dưới và hiếu thảo với lại cha mẹ đồng đều hai bên rồi. Có hình không Cưng? Dạ có. Đâu, cho chị Phương coi, có hình không Cưng? Dạ có. Rồi. Ờ ha, tôi thoái hình, mắt tôi yếu lắm, đưa mấy cái hình bự bự cho tôi chịu nè. Trời ơi, tôi nhìn vậy mà tôi còn chưa biết đâu là cổ nữa. Hả? Trời, cái gì nhiều người vậy? Có hình nó ít người hơn không? Dạ không. Trời đất ơi, hình mình có thể mở bự ra. Ờ, mình có thể đúng rồi, mình có thể mở ra vậy đó. Mình coi coi có vài người đàn ông trong đó thôi. Đó. Chứ còn có cái anh nào chẳng có mình ổng mà ông đưa tấm hình đông. Có mình mặc ông rõ còn như chụp mờ ao hết. Như đàn bà với con gái không, như là con nít không. Có một người một à. Cô nào? Chà, ở đây cũng nhiều cô thấp thấp quá ha. Mấy cô cao loại đi. Cô không có cao. Rồi, cô nào? Em nghĩ chắc là người này hoặc chỉ có hai người này. Người này hoặc người này. Chắc người này. Người này hả? Người này. Người đó hả? Rồi giữ đi, tôi biết gu ông rồi. Không phải em đoán thì không phải gu. À không phải gu luôn hả? Đoán luôn hả? Vâng. Rồi. Mời đoán. Hai bạn vào cửa trái tim để xem mình đã lựa chọn như thế nào nhé. Xin mời hai bạn. Trời. Chắc là không phải. Không phải rồi ha. Giờ biết cổ là cô nào chưa? Dạ biết. Đâu? Đâu? Chật cái tôi quýnh liền luôn nè. Đâu? Đây. Trời ơi, tầm bậy tầm bạ. Hỏi cổ coi em là ai? Cái này chắc chụp lâu quá rồi. Không có lâu vậy, hỏi cổ coi em là ai? Em là ai? Dạ, em là ai? Nó đỏ. Người ta đỏ rực vậy mà còn. À, dạ là chắc cũng chụp lâu quá. Trời ơi, rồi. Thẳng hoa nè. Đây, đưa qua trái tim này luôn. Hỏi đi. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Anh có thể mở ra. Mở ra xem coi ý nghĩa món quà. Gì đây? Nó là một cái đồ kê điện thoại. Mà cho nên nó là nó có cái chữ nhẫn. Thì nó cũng có ý nghĩa là khi mà cái này khi mà anh để cho ở trên xe là làm việc thì anh thấy cái chữ nhẫn đó thì mọi cái việc gì mình giải quyết công việc thì mình phải gắn cái chữ nhẫn vô trong đó thì cái công việc của mình nó sẽ thành công. Anh đang nhẫn nại đi lắp ráp. Anh không biết lắp. Nhẫn nại đi, có chữ nhẫn ở trên á, để sao được cái điện thoại lên tôi coi. Không phải. Cái đó là vô cái lỗ đó đúng rồi đó anh, nhưng mà anh phải để quay ngược lại. Cái này đúng rồi. Rồi anh quay ngược đi, đứng lên, dựng đứng lên, cái chữ nhẫn nó nằm như thế nào thì anh đi. À, như thế này hả? Ừ. Phải không? Dạ. À, nhẫn chưa? Dạ. Bỏ họ lên coi được chưa? Được. Như này bỏ được. Bỏ là che mất chữ nhẫn rồi. Được rồi ha. Rồi. Ý nghĩa ha. Cảm ơn. Rồi, ok. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn ít phút để mà trò chuyện, để chia sẻ với nhau, rồi tìm hiểu nhau cho kỹ nha. Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Em ở quận 10, em ở phường mấy? Dạ, em làm ở quận 10, à, nhưng mà em ở quận Tân Bình. Nhà ở quận Tân Bình? Dạ đúng rồi anh. Ở phường mấy? Dạ, phường 8. Nhà em có đông anh em không? Dạ, nhà em chỉ có hai chị em thôi. Em có chị không? Dạ, em là chị lớn. Còn một em nữa. Dạ đúng rồi. Nhà anh có đông anh em không? Anh ba anh em. Anh là con út.
Còn hai anh có gia đình, một anh thì nhà ở quận 12, còn một anh thì nhà ở trên Đắk Nông. Dạ, yeah. Ba mẹ anh? Ba mẹ anh thì lúc nào thích thì vào trông cháu, còn không thì cứ ở quê, thỉnh thoảng cứ lâu lâu cũng vào. Cái công việc của anh á thì nó có ổn định không hay thay đổi? Anh thì đi làm thì cũng muốn ổn định, nhưng mà cái đó là mình ví dụ như mình cũng theo phải theo thời thế này em. Cái bây giờ đang thấy ổn định. Nãy anh nói là anh là tài xế, có nghĩa là anh chạy Grab hả? Đúng rồi, Grab car. Phương tiện á thì là mình đầu tư hay là mình thuê lại của người ta? Mình đầu tư. Dạ. Anh có còn gì muốn hỏi em không? Em có hay đi chơi. Đi chơi hả? Dạ có. Em rất là đi du lịch. Em thích đi xa hay đi gần gần? Đi xa cũng có, đi gần cũng có. Anh nói thật ra thì anh vào trong này cũng 10 năm rồi, nhưng mà anh cũng thích ở trong này. Có lần đi đây đi đó rồi, nhưng mà cũng nhìn thấy cũng không có đâu bằng ở trong này. Tết đó có khi anh cũng ở trong này, anh buồn buồn đi, cũng đi chạy xe. Không có lần. Em có hay đi cà phê? Dạ có. Cà phê thì em thích cà phê kiểu sân vườn hay là cà phê kiểu nhạc hay là cái gì? Tùy anh, cái nói chung là cái nào mà cái view đẹp thì là mình tới. Quan trọng là đi với ai chứ không phải là quan trọng đi ở đâu. Chưa có kinh nghiệm tình yêu gì chưa? Nãy giờ có xin được cái hẹn nào chưa? Thì nếu như em mà cho anh cơ hội thì anh sẽ mời em đến những chỗ có ý nghĩa. Hôm nay đi có ai đi theo ủng hộ không? Dạ có em họ. Em họ? Hay dạ. Em có ai ủng hộ mình? Dạ có em gái. Có em gái. Dạ mời đại diện bên nhà trai nhà gái vô trò chuyện xíu đi nè. Hello em. Em chào chị. Hello cưng. Rồi bên đây trước. Em tên gì? Dạ em tên Ba. Ba. Dạ. Chơi với anh Quyết bao lâu rồi? Từ nhỏ đến lớn. Em cùng quê với anh Quyết ạ. Tính anh Quyết tại vì anh cũng hiền, thành ra là anh chậm. Nhưng mà anh Quyết thì là người rất là có trách nhiệm ạ. Nên thường thì anh nói rất chậm và anh nói gì thì anh sẽ làm được. Nhưng mà chị nói đó chậm quá nhiều khi mất cái cơ hội. Cái đứa nó lanh hơn mình, cái nó sớt tay trên của mình rồi, đúng không em? Dạ. Đó. Mà trong tình yêu cũng vậy luôn á, thì khổ tâm ghê nè. Quay qua đây nè, em gái. Em tên gì? Dạ em tên Bảo Thi, em là em của chị Thi. Em ruột hả? Dạ. Ủa rồi hai chị em là Thi Thi luôn hả? Dạ. Ồ. Rồi có bạn trai chưa cưng? Dạ em có gia đình rồi. Có gia đình rồi, sao để chị trơ lơ trụi lụi mình kỳ vậy cưng? Dạ duyên của ai tới trước thì tới hả chị? Nè, trước thì tới. Hôm nay em thấy anh trai là như thế nào? Dạ em thấy theo cảm nhận của em thì anh hơi hiền và anh nhẹ nhàng quá. Nhẹ nhàng quá hả? Dạ. Chị em thì là một người cá tính, rất là hoạt bát. Và chị em thì là nói một là một, hai là hai, chứ không có dụng dù nhảy. Anh này cũng nói một là một, hai là hai. Dạ. Có điều ảnh hơi chậm thôi. Dạ. Chậm mà nó chắc. Nhiều khi em thấy cũng giống như là bù trừ bù hai trừ người. Dạ. Không, nhưng mà em trong công việc em nhanh nhẹn lắm. Vậy hả? Vâng. Chứ nói là nó chậm thôi, chứ em trong công việc nhanh. Có nghĩa là làm là nhanh, chứ nói là chậm thôi. Vâng. Nhưng mà mình có biết mình nói chậm không? Không, có nghĩa là cũng tùy từng trường hợp chứ. Nó nghe nè. Có nghĩ em mà cáo lên là em này nữa nha. Có không? Có. Nó tan tính hỏi xưa giờ có gây lộn với ai lần nào chưa? Có gây lộn không? Có. Lúc đó có nói nhanh được không? Có. Em thấy anh gây lộn lần nào chưa em? Dạ, cũng có. Có nói nhanh không? Thì anh cũng nói nhanh. À, anh cũng nói nhanh. Ừ. Được mà. Tức là khi mà anh tập trung vào cái công việc gì thì rất là tập trung. Và kiểu nếu mà cãi nhau thì cũng cãi nhau cũng tới luôn. Rồi em thấy ngày hôm nay thì cặp đôi này chương trình làm mai mối với nhau thì em cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy hôm nay thì chị bên này thì rất là dễ thương. Giống như chị nhận xét thì em thấy anh chị có thể bù trừ cho nhau. Bù trừ cho nhau. Thế còn em gái, em nhận xét về cặp đôi ngày hôm nay như dạ, thế nào? Dạ thì em thấy là tính cách của hai anh chị giống như là bù đắp qua cho nhau, thì em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Rồi cảm ơn hai em, đó là nguyện vọng của coi như hai đứa em mình ha. Rồi cảm ơn hai bạn, để coi cặp đôi này xử lý như thế nào nha. Đó là ý kiến của người thân của mình để mình tham khảo thêm. Nhưng mà quan trọng là đây, chương trình cũng còn cho các bạn thêm những cơ hội nữa để mình có thể tiếp xúc và tìm hiểu với nhau. Mỗi người bóc một lá đi nè. Trời ơi, ông có biết cái chữ gì dưới này đâu mà ông còn lựa nữa, suy nghĩ gì không biết nữa hà. Đọc lớn lên.
bạn nữ hãy kể ra 5 tật xấu nhất của bản thân. Năm tật xấu nhất của em hả? Cũng như hồi nãy em gái em có nói là em rất là một người rất là nóng tính. Thì khi mà nóng tính mà giận lên á, nói chung là những người mà đứng gần em hay bị lãnh đạn, đứng gần em hay bị lãnh đạn. Em la luôn cả những người mà không liên quan với công việc em ấy. Thì khi là giận cá chém thớt đó ha. Rồi, cái gì nữa? Còn bốn cái nữa em không biết là cái gì nữa. Ăn uống đi đứng à, thói quen gì đó, có những cái gì mà mình cảm thấy mình cái đó là tật xấu của mình không? Nghĩa là cái tật của em hay lầu bầu. Có nghĩa là khi mà em dọn dẹp cái gì đó, thấy mà cái người đó ở không là em bắt làm luôn với em. Hoặc là em vừa làm xong mà người đó bày ra cái là thế là ăn chưởng với em. Thế là ăn chưởng với em. Gì nữa nè, cái nữa đi, ba cái tật xấu đi. Khi mọi người hay nhận xét em á là âm thanh, âm lượng rất lớn, có làm cho cái người đối diện á, nếu như mà quen em rồi thì thấy nó bình thường, nhưng mà những người mà mới á thì thấy nó hơi là chát. Giống chị nè, nhiều khi mình nói chuyện nói bình thường mà ta tưởng người ta nói mình dữ quá hay là mình nghe cái giọng mình lớn quá, nhưng thật ra là cái âm lượng của mình, cái lực mình mạnh, sức khỏe tốt, cái hơi mình tống ra cái lực mình nó mạnh thôi, chứ mình cũng dịu dàng thì mỹ nết na, đúng không em? Rồi, thôi ba tật xấu được rồi ha. Cổ không có tới 5 tật xấu đâu, vậy được chưa? Mà em thấy người nóng tính thì nên kiềm chế lại bớt. Đúng, thì người ta đã biết đó là tật xấu người ta rồi. Thật ra cũng khó lắm á, gian sang dễ đổi, bản tính khó dời. Giống như Tường cũng biết Tường là tính rất là nóng. Bây giờ cũng bốn mấy tuổi rồi cũng đã kiềm chế được đâu. Bình thường thì kiềm chế được, nhưng mà đụng cái chuyện là nó cũng nổi điên lên à. Nhưng được cái là ví dụ là hồi xưa mình điên lâu, giờ mình điên ít thôi. Điên ngá một cái thôi, cái là mình giật mình là mình kềm lại. Có nghĩa là mình biết được cái nhược điểm của mình thì mình sẽ kềm chế nó lại bớt, thì từ từ nó cũng giảm được phần nào. Chứ biểu mà bỏ luôn mà từ nóng giận mà thiền, nó là một cái quá trình nhiều khi cả cuộc đời. Rồi, tới phiên em. Đọc lớn lên giùm chị luôn. Cái gì vậy? Gì cười vậy? Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào 3 điểm bất kỳ trên cơ thể. Cười bởi đầu tóc ốc đen tối, nghĩ xấu xa. Bước qua liền với em. Nói thì chậm mà làm rất nhanh. Hồi nãy anh em trai kia nó giới thiệu. Đứng đây. Bây giờ em đứng lên đi. Bây giờ nhìn bạn gái đi. Thỏa thuận đi. Xin hôn 3 chỗ nào rồi xin. Anh chỉ nói với em là mình đến đây là có duyên. Em cho anh cơ hội để tìm hiểu, để tiến xa hơn. Anh, em cho phép anh hôn lên trán. Một. Thôi xin cái nào hôn cái nấy trước đi, từng cái một đi. Xin lên trán đồng ý không em? Dạ không. Dạ không. Chứ vậy em muốn hôn đầu? Dạ là hôn lên tay. Ba cái, ba chỗ lận. Rồi bây giờ tiếp còn hai chỗ nữa, anh nói đi. Anh nói được đi. Chỗ nào? Nên em hôn lên trán với lên tay. Mới hai chỗ hả? Ba chỗ lận. Mới lên tay. Hả? Lên vai. Rồi. Cho không? Rồi ok. Rồi hôn đi anh. Nụ hôn anh sẽ ở lại. Thời gian như muốn ngừng trôi. Lâu dài. Lần đầu tiên tôi thấy hôn vai. Cuộc đời tôi chưa thấy ai hôn vai hết trơn. Ta hôn tóc, hôn trán, hôn tóc, hôn tai, hôn má, hôn môi, hôn vai. Rồi về chỗ. Thôi dễ thương. Được rồi, cảm ơn. Giờ nói đùa thôi, hôn rồi bây giờ ngồi vào đây ha. Hai bạn nhìn nhau. Bây giờ chỉ cần mỗi người nói một câu thôi. Cái suy nghĩ của mình hiện tại như thế nào, hoặc là mình có cảm xúc gì, hay mình còn cái điều gì chưa kịp nói hay không, để chúng ta đến với cái phần quyết định là có hẹn hò với nhau hay là không. Em nói trước đi, anh cũng mới vừa nói. Em thì đến đây là mình cũng muốn tìm cho mình một cơ hội, và muốn xem coi là thần tình yêu có gõ cửa trái tim của mình một lần nữa không. Thì cũng muốn là hai bên nhau thì chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để mà tiến tới xa hơn. Tại vì cũng không còn nhỏ nữa để mà yêu đương chơi thôi. Anh chỉ muốn nói là nếu em tin tưởng anh thì anh sẽ làm em thất vọng. Ngắn gọn, đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của các tường, đồng ý hẹn hò bấm thật mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1
2 3 rất đồng bộ cái bộp. Cảm ơn em. Trước tiên là chị Tường thay mặt chương trình gửi tặng em một món quà để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Bây giờ thì mình đã bấm nút hẹn hò nhau rồi với là bạn bè, gia đình của mình, nắm tay nhau để kỷ niệm. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Và bây giờ là một nụ hôn lên má, đã chính thức đã đồng ý hẹn hò và tìm hiểu. Anh xin lắm. Dễ thương. Và hy vọng đây là một cái khởi đầu thôi. Còn cả một hành trình dài phía trước, hai bạn có muốn đi cùng nhau hay không là do mình bỏ tâm sức vào để mình chăm sóc cho cái tình yêu của mình hay không. Nhưng mà chị Tường cũng chúc cho hai bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và có những cái buổi hẹn hò với nhau thật là thú vị. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình nhé. Dạ, cảm ơn. Rồi. Anh này anh chậm mà chắc thiệt. Nhưng mà Tường cũng hy vọng rằng tất cả mọi người theo dõi chương trình cũng có sự đồng cảm như các Tường. Chúng ta sẽ theo dõi hành trình tìm hiểu nhau của cặp đôi này. Và chúc phúc cho họ quý vị nha.